Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích để gia đạo luôn được bình an, tấn tài, tấn lộc. Quý vị thân mến, mặc dù quan niệm về cái số đen ấy vẫn chưa được lý giải dưới góc độ khoa học một cách rõ ràng, nhưng nhiều người vẫn kiêng kỵ chúng như một cách để bảo vệ bản thân khỏi những cái điều rủi ro, những cái điều xui rủi. Cái việc nghiên cứu những con số là hết sức quan trọng, không chỉ để dùng để tính toán mà chúng còn gì ảnh hưởng đến cái đời sống và cái vận mệnh của mỗi con người. Khi quý vị mà lựa chọn mua một cái số điện thoại ấy, thì chúng ta nghĩ sẽ làm thế nào để chọn được một cái số đẹp, dễ nhớ. Nhưng đã bao giờ quý vị nghĩ đến cái ý nghĩa của những con số đó chưa? Các chuyên gia phong thủy cũng tiết lộ có những con số đuôi điện thoại cực kỳ xấu, có thể ám cái vận xui lên chủ nhân, khiến cho gia chủ thất thoát tiền bạc, bất hòa trong các mối quan hệ. Và để biết đó là những con số cuối xin điện thoại nào thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Con số xui xẻo đầu tiên ấy, đó là số mấy? Số 1. Đó. Thì nếu mà đuôi số điện thoại của các bạn kết thúc bằng số 1 thì người này có tài vận vô cùng là đen đủi, xui xẻo ập đến bất ngờ không kịp trở tay. Số 1 thì tượng trưng cho sự cô độc, tượng trưng cho sự một mình, lúc nào cũng thiếu tiền. Cái mối quan hệ với những người xung quanh thì cũng không được hòa thuận, hay bị đố kỵ, hay bị hãm hại. Sự nghiệp thì không có gì tiến triển, cho dù là gì, có năng lực. Khó khăn đến với họ một cách là triền miên. Nếu không thay số điện thoại thì có thể cuộc đời sẽ tan tối một cách là không tưởng. Đó. Tiếp theo, số thứ hai ấy, đó là gì? Là con số 2. Số 2. Thì số 2 ở cuối được đánh giá là con số kém may mắn nhất. Những người có đuôi số điện thoại là số 2 ấy, thì cuộc sống sẽ vô cùng là vất vả. Đặc biệt nếu mà làm ăn ấy, thì rất dễ là gặp chuyện là thua lỗ, thất bại, bị lừa gạt về tiền bạc, danh tiếng thì còn bị ảnh hưởng xấu, thì bị bôi nhọ và còn ảnh hưởng rất là xấu đến cái phần sức khỏe của mình nữa. Đó. Và số xấu thứ 3 ấy, là số đuôi thứ 3 thần tránh đó là số mấy? Số 4. Số 4 đặt tứ là tử ấy. Hầu hết mọi người đều đặc biệt kiêng kỵ cái số 4 bởi cái phát âm của số 4 gần giống như chữ tử, có nghĩa là chết. Ngoài ra, số 4 thì ứng với gì cái ký tự cuối cùng trong vòng trường sinh ấy, đó là gì? Sinh, lão, bệnh, tử. Nên con số này được coi là con số chết chóc. Vì thế, người nào mà có số điện thoại kết thúc bằng số 4 ấy, thì thường hay bị bệnh tật dai dẳng, khỏi rồi lại tái phát và rất mệt mỏi. Cơ thể thì yếu đuối, kiệt quệ, làm việc gì thì cũng không xong. Đó là con số thứ 3. Con số thứ 4 đó là số 7. Thì đây là số cuối của số điện thoại xấu nhất mà mọi người không nên sở hữu. Ở nước ta, số 7 bị coi là gì? Cái số kém may mắn. Các cụ ngày xưa vẫn có câu ấy, chớ đi ngày 7, chớ về ngày 3. Cũng như là gì? Tháng 7 là cái tháng cô hồn, nhằm ám chỉ những cái điều xui xẻo, không may mắn dễ xảy ra vào những cái ngày này, tháng này. Bởi theo quan niệm của người xưa ấy, tháng 7 âm lịch là cái tháng của ma quỷ, chúng trở lại trần gian để gây rối. Thêm nữa, số 7 cũng bị xem là con số mà mang lại nhiều cái điềm ngờ, nó tượng trưng cho sự bỏ rơi, sự tức giận và cái chết. Vậy nên số 7 là con số xui xẻo. Do đó, số điện thoại có số cuối dính đến số 7 là cái số đen đủi, mang tới những cái khó khăn, những cái vất vả cho chủ nhân. Dù có chăm chỉ, tài giỏi thì cũng không thể khá lên được. Đó. Tiếp theo, số thứ 5 ấy, đó là số 9. Đúng không? 5 là số 9. Thì mọi người thường nói rằng số 9 là biểu tượng của sự lên voi xuống chó, nên họ rất kiêng kỵ cái con số này. Những người có số đuôi, số cuối trong số điện thoại của mình ấy, kết thúc bằng số 9 thì cuộc đời có rất nhiều cái thăng trầm, đôi khi cũng đem lại cái thành công liên tục cho gia chủ, nhưng có khi ấy, lại chỉ tuột dốc một cách không phanh. Thì đây thực sự là con số mà không an toàn, nó có thể mang lại nhiều điều xui xẻo, tổn thất nhiều hơn là cái mình được. Đó là 5 con số xui xẻo. Thưa quý vị, một con số được đánh giá là xấu hay đẹp còn tùy thuộc vào cái góc nhìn của mỗi người. Tuy nhiên, theo quan niệm dân gian vẫn truyền dạy ấy, thì có thờ có thiêng, có kiêng là có lành. Vậy nên cái việc mua sim số đẹp, các bạn cũng nên tránh những con số nào để né ra được cái vận xui. Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng tiếp tục theo dõi.
Thưa quý vị, khi mua sim ấy, đầu tiên quý vị cần tránh những con số kém may mắn như là số 4 và số 7 đúng không ạ? Như là số 4. Đấy, số 4 và số 7. Số 4 và số 7. Quan niệm và ý nghĩa về những con số của người Việt ít nhiều chịu ảnh hưởng từ Trung Quốc. Theo đó, trong sim ấy mà có chứa cái số kém may mắn này thì sẽ mang đến những cái vận xui xẻo và cái vận đen đến cho gia chủ. Tiếng Hán số 4 đọc là tứ, nghe đồng âm với từ tử, nó mang ý nghĩa là chết chóc. Số 7 đọc là thất, thường được ghép với từ thất bát, thất thoát, thất sủng, thất bại, ý nghĩa là chỉ cái sự mất mát, hao hụt. Vì vậy, số 4 và số 7 thì được xem là những cái số xấu, số kém may mắn mà các bạn phải nên né tránh. Người phương Đông cũng quan niệm cái số 4, tức là hai con số tứ tử thình lình, con số tượng trưng cho cái sự chết chóc, không lối thoát. Do đó, nếu mà không muốn gặp cái xui xẻo ấy, thì cũng không nên mua những cái sim mà có chứa cặp số này. Thứ hai là tránh mua sim có các số là 49 và 53. Đó, 49, 53 nhé. 49, đúng không ạ, 53. 49 chưa qua, 53 đã tới, đúng không ạ? Quan niệm về dân gian ấy cũng coi cái số 49, 53 là cái con số đại kỵ. Không nên chọn những cái dãy số sim điện thoại có sự hiện diện của các con số này. Đặc biệt, dãy sim mà có chứa hai số 4953 liền nhau hay là sim có chứa cái bộ số là 7749 thì được coi là gì? Sim cực hung. Con số mang cái ý nghĩa là cái chết cực kỳ thê thảm. Tuy nhiên, một số người chơi sim lại coi cái số 4953 là con sim số độc, là cái sim gánh hạn. Thường thì khi gặp những điều không may mắn liên tục xảy ra trong cuộc sống, con người ta thường muốn đẩy đi. Lúc này mua cái sim 4953 là một trong những cái lựa chọn không ít người có quan điểm về số đuôi này rất là đẹp đó. Thứ ba là sim chứa cặp số 13, đúng không? Cặp số 13. Sim mà chứa cặp số 13 thì cái người phương Tây ấy, quan niệm là số 13 là cái con số thật sự là xui xẻo. Nhắc đến số 13 thì người ta hay nghĩ về cái thứ 6 ngày 13, tức là cái cảnh đen tối, làm gì cũng không được may mắn. Hoặc là gì, ở Việt Nam thì vẫn khi nhắc số 13 thì người ta thường nghĩ ngay đến cái con giáp thứ 13, tức là cái sự xuất hiện và phá vỡ đi cái quy luật vốn có của nó, làm hạnh phúc gia đình bị tan nát tan nỡ. Trong các tòa nhà cao tầng ấy, trong các trung tâm thương mại thì con số 13 thì cũng không được dùng để đánh số tầng. Thay vào đó, người ta thường dùng những tầng 12A hoặc là 14A để thay cho cái số 13 trong cái trường hợp này. Và khi mua sim điện thoại ấy, thì cũng nên tránh chọn cái đuôi số 13 để tránh gặp cái vận xui. Đây là cái quan điểm của khá nhiều người, nhưng các chiến sĩ ngành công an ấy, hoặc là những cái ngành cứu hỏa ấy, thì lại chọn đuôi sim 113 thì luôn có sức hút mãnh liệt mà ai cũng gì khó có thể từ chối được. Bởi số sim điện thoại 113 thì lại nói về đặc điểm của cái ngành công an đó. Và thì khẳng định họ là ai, họ làm gì. Đặc biệt với các chiến sĩ yêu sim số đẹp thì cái xu hướng sở hữu cho mình một con số đẹp 10 số với cái đuôi là 113 là một trong những mong muốn của nhiều người. Và cặp số thứ tư xui xẻo mà người ta cần tránh đó là gì? Cái cặp số là 0111 đúng không? Cái số này được gọi là gì? 3 gương 1 trứng. Đấy, 3 gương 1 trứng. Sim tăng hoa 111 được xếp vào các dòng sim đẹp đúng không? Nếu mà nó không có số 0 được trước. Tuy nhiên, các con số chỉ đẹp khi mà đứng trước 3 con số 1, đó là các số 2, 3, 6, 8, 9. Nếu đứng trước hoặc sau cái bộ tân hoa là số 0 thì đây là cái dãy số sim đại kỵ, mang cái ý nghĩa không may mắn mà mọi người nên phải tránh đi. Các số sim mà chứa bộ số 0110 hoặc là 1110 được hiểu theo nghĩa là chỉ 3 gương 1 trứng. Quan điểm luận thì dựa vào cái hình thức của các con số. Nếu như bạn cần tìm sim số đẹp thì nên tránh cái số sim có đuôi là 1110 hay là 0110 để ra. 5. Những cặp số có ý nghĩa xấu mà nhiều người cạch mặt không dùng. Theo cách giải nghĩa phổ biến nhất hiện nay thì thường các dãy số, các cặp số thì thường được né tránh nhất, đó là những cặp số sau. Thứ nhất là 7878, vấn đề là thất bát không dùng. Thứ hai là gì? 1110 hoặc là gì? 0111 có nghĩa là chết thảm, 3 gương 1 trứng. 4953 được giải thích là 49 chưa qua, 53 đã tới,
quan niệm dân gian là nhằm chỉ cái vận hạn lớn nhất của con người khi họ ở tuổi 49 hoặc tuổi 53, hoặc là gì số 7749, tức có nghĩa là chết cực thảm, 4953 chết cực kỳ thế thảm, hoặc là tứ quý năm 5555 có nghĩa là gì, 5 năm nằm ngủ, nói đến là ý nghĩa là người thực vật, hoặc là tứ quý 7 là 7777 có nghĩa là gì, thất học, thất tình, thất nghiệp, thất đức, rất là xấu. Cặp tiếp theo là cặp 0808, có nghĩa là 0808 là số của những người cái bang, số nhọ, đúng không? Hoặc là gì, 0805 có nghĩa là 08 không ngủ, tức là số của tử tù. Cặp số tiếp theo là 7308 có nghĩa là gì, thất tài không pháp. Hiện nay thì vẫn chưa có một cái tài liệu nào khẳng định chắc chắn những cái con số may mắn hay là xui xẻo, thành bại chẳng phải là tại số. Nhưng mà các bạn cũng không nên cố chấp mà chọn mua những con số xấu, cái số không phù hợp với bản thân, đúng không ạ? Và khi tra cái ý nghĩa của số điện thoại ấy, thì thông thường chúng ta sẽ ghép các ý nghĩa của các con số lại với nhau. Ý nghĩa ba số đầu của dãy SIM ấy, tượng trưng cho quá khứ, nối liền nhau với sự khởi đầu. Ba số tiếp theo ấy, thì sẽ thể hiện cho cái hiện tại, đúng không? Và ý nghĩa của bốn số cuối điện thoại ấy là tượng trưng cho cái hậu vận, đồng thời nó thể hiện cái kết ở một cái tương lai. Một ý nghĩa của các đầu số điện thoại. Thì để giúp các bạn dễ dàng hơn trong cái việc tra cứu, tôi sẽ luận cái ý nghĩa đầu số SIM điện thoại của các nhà mạng cho các bạn cùng theo dõi. Ý nghĩa của SIM Viettel, đầu 098 của Viettel ấy, có nghĩa là trường phát, đúng không? Mãi mãi phát tài phát lộc, chỉ cái sự phát triển tới cái đỉnh cao. Đầu số 097 có nghĩa là gì? Mãi phất, tượng trưng cho sự may mắn, cái sự tăng tiến nhanh chóng nhưng lại vô cùng là bền vững. Đầu 096 có nghĩa là gì? Trường lộc, tài lộc dư giả, dồi dào. Đầu số 086 có nghĩa là phát lộc, đầu số đẹp, may mắn với những người làm ăn kinh doanh. Đầu số 032 có nghĩa là tài mãi. Đầu số 033 có nghĩa là gì? Song tài. Đầu số 034 có nghĩa là tài lộc bốn mùa, bốn mùa may mắn, bốn mùa sung túc cả năm. Đầu số 035 có nghĩa là tài sinh phúc. Đầu số 036 có nghĩa là tài lộc. Đầu số 037 là tài phất, tài năng đột biến, tài lộc đến một cách bất ngờ. Đầu số 038 là tài phát. Đầu số 039 là tài vượng, tài năng ở đỉnh cao. Ý nghĩa của SIM điện thoại Vinaphone, đầu tiên là đầu 091 của Vinaphone ấy, thì đứng đầu cái quyền lực. Đầu số 091 của Vinaphone thì đứng đầu quyền lực. Đầu số 094 có nghĩa là 4 mùa trường thọ. Đầu số 081 là phát sinh may mắn. Đầu số 082 là phát mãi. Đầu số 083 là phát tài. Đầu số 084 là 4 mùa đều phát. Đầu số 085 có nghĩa là phúc sinh, phát tài, phát lộc. Đầu số 088 có nghĩa là song phát. Đó là những cái đầu số SIM của Vinaphone. Tiếp theo là ý nghĩa của đầu số SIM Mobile Phone. Thì đầu 090 của Mobile Phone mang lại cái may mắn, thịnh vượng, nó song hành. Đầu số 093 là tài năng ở cái đỉnh cao. Đầu số 070 có nghĩa là vượt qua thử thách từ con số 0. Đầu số 076 là phát lộc, tài lộc ùn ùn kéo đến. Đầu số 077 có nghĩa là thuận buồm xuôi gió, tài lộc vững chắc. Đầu số 078 là ông địa may mắn. Đầu số 079 là thần tài lớn, mang lại nhiều cái tài lộc. Đầu số 089 có nghĩa là đại phát, trường phát. Đó là ý nghĩa của nhà mạng Mobile Phone. Tiếp theo là ý nghĩa của đầu số của nhà mạng Vietnam Mobile. Đầu số 092 của Vietnam Mobile ấy là hạnh phúc, thịnh vượng. Đầu số 052 có nghĩa là vạn phúc, phúc mãi. Đầu số 056 là gì? Phúc độc, phúc sinh. Đầu số 058 có nghĩa là phát triển ổn định. Đó. Tiếp theo chúng ta cùng xét đến ý nghĩa của đầu số 099 của G-Mobile. Thì đầu số 099 của G-Mobile là đầu số vàng, là đại trường cửu. Đầu số 059 có nghĩa là phúc thọ dồi dào, an khang thịnh vượng. Thưa quý vị, phần tiếp theo của chương trình chúng ta cũng xét xem là ý nghĩa của bốn số cuối điện thoại. Thì luận ý nghĩa bốn số cuối điện thoại, phần nào cũng sẽ xem được cái khung khát về cái hậu vận của chúng mỗi chúng ta. Và chúng ta hãy cùng tra cứu cái ý nghĩa của bốn số điện thoại mà các bạn đang dùng cùng với thì những chia sẻ đầy thú vị. Đầu tiên là cái số 1102 có nghĩa là độc nhất vô nhị. Số 1314 là chọn đời chọn kiếp. Số 1618 là nhất lộc nhất pháp.
2204 là mãi mãi không tử, tức là không chết đấy, tức là mãi mãi bất tử, là con số bất tử. 8386 là phát tài phát lộc. 1368 là sinh tài lộc phát, là trọn đời lộc phát. 1569 là gì? Sinh phúc lộc thọ. 4078 có nghĩa là bốn mùa không thất bát. 6688 là song lộc song phát. 0578 có nghĩa là không năm nào thất bát, không năm nào thất bại. 6789 là san bằng tất cả, tức là sống bằng tình cảm. 4953 là tai qua nạn khỏi. 1352 là trọn đời yêu em. 2283 là mãi mãi phát tài. 1486 có nghĩa là một năm bốn mùa đều phát tài phát lộc. 1919 tức là một bước lên trời, một bước lên mây. 6979 là lộc lớn tài lớn. 9578, 9574 tức là trường sinh bất tử. 3456 là bạn bè để sợ. Thưa các bạn, ý nghĩa xem tứ quý cũng may mắn và được luận theo cái ý nghĩa của các con số nó lặp đi lặp lại như sau. Tứ quý 0 là bốn mùa viên mãn. Tứ quý 1 là tứ trụ vững chắc. Tứ quý 2 là hạnh phúc mãi mãi. Tứ quý 3 là để toàn tài. Tứ quý 4 là để bốn mùa phú quý. Tứ quý 5 là gì? Sinh đường làm ăn. Tứ quý 6 là tứ lộc. Tứ quý 6 là tứ lộc, bốn mùa phát tài, tài lộc dư giả. Tứ quý 7 là gì? Bốn mùa không mất, bất khả xâm phạm. Tứ quý 8 là tứ phát, bốn mùa đều phát. Tứ quý 9 là tứ cửu, mãi mãi trường cửu, trường thọ. Bên cạnh những con số may mắn thì nhiều đuôi sim số điện thoại được xem là xấu, có ý nghĩa không tốt, mang lại cái vận xui cho gia chủ, như là đuôi sim 1110 hoặc là 0111. Tức là gì? Một trứng ba hương là xui xẻo, nó là con số xui xẻo mang đến cái điều chết chắc. Hay là 4278 tức là bốn mùa đều thất bát. 7749 tức là mất mát, chết chóc thê thảm. 3670 là tài lộc mất trắng. 7376 tức là thất tài thất lộc. Đó. Thưa quý vị, ở trên đây là những cái chia sẻ của tôi về những cái cặp số sim điện thoại là tốt và những cái cặp số sim điện thoại xấu mà các bạn nên lưu ý khi lựa chọn. Tuy là những kiến thức này nó chưa được chứng minh một cách cụ thể, nhưng mà đã là cái kiến thức đúc kết của dân gian và của ông bà cha ta, cũng như là của rất nhiều người sử dụng sim thẻ đúc kết ra. Vậy nên là các bạn có thể là tham khảo để tránh cho mình những vận xui và mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc cho mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn.